Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Tối qua ngủ có ngon không? Cố Thanh Trì hiền hòa hỏi thăm. Rất tốt. Diệp Soái đúng là trông tinh thần khoan khoái, lịch sự hỏi lại. Cố đại sư ngài thì sao? Ờ, cũng rất tốt. Hình như có người ở phòng tôi gọi điện thoại, gọi gái tới, không phải là cậu chứ? Cố Thanh Trì mỉm cười, không đâu sao có thể được ạ à? Diệp xoái mặt nghiêm túc mà vô tội Sau đó như bừng tỉnh Phòng tôi cũng có hai cô gái tới Chắc chắn là cái cớ để kiếm mối làm ăn của khách sạn thôi Có điều bọn họ có toàn tính gì cũng uổng công Và cả tiền cũng không thích Sao háo sắc được Vậy còn cậu Cố Thanh Trì cũng nhìn qua mắt mèo thấy một phần sự việc Bốn cho rằng hôm nay Diệp Doái sẽ nói vài câu khó nghe để phát tiết. Ai ngờ sai đôi Thằng nhóc này còn bình thản hơn mọi ngày Tôi thì hao sắc Nhưng tôi không có tiền Chẳng thể đem lương cả tháng ra tiêu hết trong một đêm Đúng không Mà bao hỏi thế làm gì Không phải định phát thiền thưởng giúp tôi một lần chứ Nói trước nhé tôi không ngại đâu Hai em cái đó thực sự rất tươi ngon Diệp Doái dùng giọng điệu đùa cợt Thực chất là khéo léo biểu đạt tâm tư Muốn tiền thưởng bà cứ thoải mái mà thưởng Đã nói trước rồi Cậu muốn trời gái tôi không chịu trách nhiệm Cố tinh trì lắc đầu Lòng thầm nghĩ Nhìn nhầm đôi Thằng bé này không xúc nổi như người trẻ tuổi khác Có điều chi khí cũng chẳng cao Ai Nhân vô thập toàn Có được có mất Hai người lúc này ở sảnh dụ đặt thế kỷ Mặt trời vừa mọc lên Chiếu vào bức tường kính cao vút Phản chiếu ánh sáng chói mắt Bãi đỗ xe ngoài sảnh sáng trưng Cố thanh trì mặc bộ đồ lụa đen Đứng chắp tay sau lưng Mì trắng tóc dài lất phất theo gió Khi vũ bất phàm dáng vẻ đó khiến không ít nam nữ ăn mặc lịch sự sang trọng đi ra đi vào cũng phải quay đầu nhìn tỷ lệ quay đầu cao ngang với mỹ nữ diệp xoài anh cũng đang nhìn thì thoảng thấy lão già liếc minh giờ tìm hiểu ý nghĩa tồn tại của mình rồi chính là để làm nổi bật thư xung quanh đặc biệt là làm nổi bật cố đại dư mặc dù y cũng mặc đồ lụa cũng áo đen cũng dây vải nhưng mà trông kiểu gì cũng thấy ngốc cũng thấy quê hàng loại gì thì phải đóng gói loại đó Người loại gì phải ăn mặc loại đó Cũng là một kiểu y phục mà mặc lên khác biệt quá lớn Một giống như thần tiên nạo phàm để phụ độ chúng sinh Còn một giống loại ngồi trên cây hái trộm quả Hai người đứng bên nhau vẫn giống mọi khi Chẳng thiếu gì chỉ thiếu chút hài hòa Này này lưng thẳng lên Cố Thanh Trì lại nhìn Diệp xoáy đưa tay đào vũ lưng y Lên chiến trường đừng để bị tuột xích Hôm nay nó đơn giản thì cũng đơn giản Hoa thần giật có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu Mười mấy cây nghĩa trang phải xem hết một lượt Tìm ra nơi phong thủy tốt nhất Nếu nói khó thì đúng là không dễ Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 Dương khí bốc lên âm khí lắng xuống Thích hợp để âm trạch thôi phúc Trong ngày âm dương thì đây là hành vi nghịch thiên Sẽ có dị tượng xảy ra Đừng có kinh hoàng Kinh cái gì chứ Tôi không tin bác gọi đã được quỷ Diệp Soái không tin Thế à nếu tôi gọi ra được tà vật gì đó Cậu có sợ không Hà hà tôi sợ người chứ không sợ quỷ Ừ bộ trì cũng có cái tốt Cố thanh trì chọc nhẹ một câu Thấy Diệp Soái lại đứng còng lưng Chép miệng không vui Bố cây nữa vào lưng y Lưng thẳng lên tôi nói này Sao lúc nào lưng cậu cũng còng còng thế Đó đang là một người rất cơ trí Nè biểu hiện ra như thằng gốc Làm sao trách tôi được Trước kia thì đi làm công Giờ làm sai vặt Mấy ông chủ lớn liền không lưng uôn gối thành quen Nếu tôi biểu hiện ra còn oai hơn bác Chẳng phải giành mất ông kính của bác à Tôi càng gốc càng đổi bờ sự anh minh của bác Diệp anh tùy nói chuyện chẳng thua kém miếng nào Nhưng biểu hiện lại uể hoài lơi nhát Lưng lại cong xuống Cố Thanh Trì thực sự không vui nổi Đang định giao huấn thì có bốn chiếc xe Từ ngoài đường rẽ vào bãi đỗ xe của dụ hoa thế kỷ Lập tức đều chỉnh thần thái Không để ý tới Diệp Xoay nữa hai người có điểm chung này chuyển đổi nhân vật cực nhanh chớp mắt diệp doái lại biến thành đứa cháu hơi cuối mùa nhưng thanh cao tới đôi xe tới đôi một chiếc xe thương vụ honda ở giữa là chiếc mercedes theo sau là một chiếc volvo và một chiếc toyota prado toàn là xe tốt cả bốn chiếc xe dừng lại hoa thần giật là người đầu tiên đi về phía cố thanh chỉ, ba tay hàn huyên mời lên chiếc mercedes diệp doái bám sâu lưng ông ta cũng lên xe lên xe rồi mới nhận ra trong xe chỉ có một mình Hoa Thần Giật. Xem ra lễ số đất cao, tổng giám đốc khoa muốn đích thân lái xe đưa cố đại sư đi tầm Long Định Huyệt. Hoa Thần Giật lên xe, người ở mấy chiếc xe trước sau mới đóng cửa. Diệp Soái nhìn về phía trước, không biết người bên trong xe thương bộ dẫn đường có bốn người. Xe phía sau một là cái của phó tổng trần, một cái của thư ký lưu, trợ hội trưởng Vương Tu Nhượng và thân thích ở quê, tổng số lên tới mười ba mười bốn người xe nối nhau đi ra đường tử kinh diệp xoài chú ý thấy hoa thần giật liếc mắt qua gương chiếu hậu mấy lần tựa châm trước từ ngữ rồi mới nói đại sư trạm đầu tiên hội trưởng vương ăn bài là nghĩa trang công cộng bãng sơn đại sư có biết không đương nhiên đòi nơi này đông kề hoàng hà tây kề chiến trường cổ hán sở cho nên mới có câu sinh ở tô hàng trôn ở bắc mang nơi này đứng núi nhìn sông phong thủy đã tốt xưa nay luôn được gọi là quốc mộ Vợ tôi thích nhất chỗ đó Không biết ý đại sư thế nào Đợt băng sơn khi thế hung bảo Từ trên răng xuống Lại như sông lớn xô nhà Đó là nơi chôn của vương hậu quan lớn Chưa chắc tìm được chỗ thích hợp hạo thuyệt cho lệnh đường Với lại nơi này ai cũng biết là phong thủy cực tốt Mà trong dân gian không thiếu kỳ nhân dị sĩ E đằng có mà còn lại chỗ tốt được Cố Thanh Trì nổi tiếc nói Có lý lắm Nhiều người chẳng có cơm ngon Quỷ nhau chẳng có hàng tốt Ai cũng tới đó Chưa chắc là ý tốt Hoa thần giật chẳng biết là Thật lòng hay là cố ý phụ họa một câu Lại khai khí thêm vài câu nữa Cho khỏi đường đột Khi xe rẽ ra khỏi đường tử kinh Nói Cố đại sư Tối qua tôi nghe thư kiên lưu Nói đại sư vẫn không định thu dù chỉ một đồng Chuyện này tôi phải xin lỗi Là do tôi ăn bài Xem ra có chút mạo phạm đại sư rồi Đâu có đâu có Cố Thanh Trì mỉm cười xua tay, không để trong lòng. Tôi vẫn còn một chút nghi vấn, chúng ta ý tôi là giữa tôi và đại sư không có giao tình gì, đại sư đừng hiểu lầm, tôi rất ngưỡng mộ ngài, tôi nghe người ta giảng về phong thủy không ít, nhưng không thấu triệt như đại sư. Chuyện của mẹ tôi, nó là đại sư nể tình hộ trưởng vương, có điều để đại sư phải vất vả không công, lòng tôi ai nay lắm. Diệp Soái nghe Hoa Thần Dật nói mấy câu này mà thầm gật, đúng là đất có trình độ, mới biểu đạt ý tứ của mình lại thăm dò được lão già xem ra cái nghệ thuật ngôn ngữ này mình nên học hỏi cố lão đầu hiện nhiên có chuẩn bị trước rất bình thản không có gì phải anh ấy tôi đã gần đất xa trời rồi ngày ăn có ba bữa nằm chẳng qua gần 3 mét mạng chừng được vài năm cần thứ trắng trắng vàng vàng đó làm gì tổng giám đốc khoa nếu thật sự anh ấy vậy tặng tôi một ân tình đi xin đại sư cứ nói chỉ cần tôi có thể làm được Hoa thần giật đất sảng khoái Lòng cũng yên tâm Đối phương phải cứ yêu cầu mới đúng chứ Đơn giản lắm Với anh mà nói dễ như trở bàn tay thôi Tôi xem như là một nửa người giang hồ Không còn không cái cả đời phiêu giặt cô độc Chỉ có hậu đại của cố nhân thực sự là kém cỏi Tục ngữ gọi là sức chẳng thể gánh Hát chẳng có giọng Mà chẳng có tiền Thân chẳng có tài Thực sự là vô tích sự Làm tôi không sao yên tâm được Tôi muốn khẩn xin giám đốc khoa nếu tương lai nó không sống được Lấy danh nghĩa của tôi tới nhà nhờ vào anh Anh cho nó miếng cơm Ồ ra là thế Với đơn giản lắm Tớ tìm tôi bất kỳ lúc nào cũng được Giám đốc Hoàng ngàn vận lần chưa để ý Tôi cũng chỉ là thân giả hay lo Khi thực thế hệ trước không nên quản chuyện thế hệ sau mới đúng Làm anh chê cười rồi Đừng đừng đại sư Tôi thấy đại sư nhìn thật xa Tôi nghe hội trưởng Vương nói rồi Âm Dương đại sư thực sự không dùng nghề kiếm tiền, đây là điểm tôi khâm phục nhất. Hôm nay mới thấy lời đó không sai, cố đại sư cứ yên tâm, đừng nói hậu đại cô nhân, cho dù ngài có chuyện gì, báo cho một tiếng, ở mảnh đất Trung Châu này, tôi vẫn có thể giúp được. Hai người nói chuyện rất hợp ý, thậm chí Hoa Thần giật còn mấy lần quay đầu nhìn Diệp Soái, chàng trai mang chút ngông nghênh của tuổi trẻ, chút ngốc nghếch của dân quê là ông tao thở phào để lại một đường lôi cho hậu bối quả thực là thích hợp hơn kiếm vài chục vạn hết tài đều hợp tình hợp lý một yêu cầu không tính là yêu cầu trừ bỏ hết mọi nghi ngờ của hoa thần giật chỉ có dịp xoáy là uất hận không nói thành lời mẹ nó mẹ nó mình muốn bóp chết lão sau mình thành thằng vô dụng thôi mình đã bảo sao lại muốn mình ăn mặc như thằng gốc mà lộ trình 20 km trước mắt một cái là tới xe đỗ ở trong bãi đỗ xe của nghĩa trang đoàn người lần lượt xuống xe thực sự không ít hoa thần giật tháp tùng cố đại sư phó tổng trần thì tiếp hai thân thích nam thư kinh lưu và vợ hoa thần giật thì đỡ hai thân thích nữ tuổi đều không ít còn trên chiếc xe thương vụ dân đường có hai soái ca và một mỹ nữ thì thân phận không khác diệp soái là bao đều là chân chạy vặt xuống xe một cái là chạy liên hệ ban quản lý nghĩa trang diệp soái mắt nhìn đi nhìn lại tới trên người vợ hoa thần giật hơi sững nam một chút Nữ nhân này tuổi chắc trên 30 dưới 40 Áo trắng mũ đen khoác thêm một khăn lụa mỏng nhẹ Trang phục tinh tế ôm sát thân hình quyến rũ của nữ nhân thành thục Váy công sở phát quả ra đường cong êm ái ở mông Đôi tất da chân, che cặp chân thon dài Toàn thân thoát ra vẻ đẹp thanh lịch quý phái Là mỹ nữ, không phải nói là siêu cấp mỹ nữ Trước đó còn thấy Thứ kinh Liêu miễn cưỡng tính là một mỹ nữ Có điều đứng cùng vợ hoa thần giật thì thua kém quá rõ ràng lúc này cô đứng cùng mấy bà tiêm ở quê không thu hút ánh mắt người khác mới lạ diệp soái nhìn vợ người ta mà tiêm nhảy thoát là bàn có người gọi là bàn đâu lại có người hô ái diệp soái thất thần khi mông chúng đòn mới hoàn hồn quay đầu lại tay đà cố thanh trì mặt đen xì xì gọi mà y không đáp cho một cước luôn diệp soái tức lắm hai giờ gì cũng nhịn được nhớ đang nhiệm vụ của mình mở cái ba lô lấy hộp buông cố thanh trì trừng mắt với diệp xoáy khoe mắt hướng về phía vợ hoa thần giật cảnh cáo y diệp xoáy ngượng ngùng không nói gì cả vừa xong đúng là bị vẻ đẹp của vợ hoa thần giật thu hút nhưng y thề không có ý gì xấu hết tâm tư cực kỳ đơn thuần người ta ngắm tranh ngắm ảnh cũng gây ra thì được khen sao mình ngắm mỹ nữ lại mang tiếng với lại y làm gì dám có ý đồ với vợ hoa thần giật y sao dám chỉ còn lão già đó mới dám Đúng là suy bụng ta đau bụng mình Cố thanh trì có vẻ giận lắm Nhưng không phát tác Mở hộp lấy đa một thứ vàng không đa vàng Trắng chẳng đa trắng Hội trưởng vương nhìn thứ này cũng không khác gì Vừa rồi diệp xóa nhìn mỹ nữ Lão cố Giao hẹn trước đổi đây nha Thứ này mai sau để lại cho tôi Cố thanh trì cười khà khà Đồ vật phong thủy Người biết không sao không hiểu đại kỷ Ông dám nhận à Tôi chỉ biết nó là đồ cổ Có gì mà không dám nhận Nào nào cho tôi xem cho tôi xem đi Hội trưởng vương đưa hai bàn tay khô gầy tới Kích động vạn phần Cố thanh trì cũng đồng đái Đưa cho hội trưởng vương Thứ này như có ma lực gì đó Nếp nhăn trên mặt hội trưởng vương hết nhíu lại rồi giãn ra Mặt ông ta làm dịp doánh cảm tưởng như đang vuốt ve thân thể mỹ nữ Chưa hết Bộ dạng của ông ta thu hút người khác tò mò vây quanh Hoa thần giật cũng xin xem sau đó hết sức thận trọng dùng hai tay nâng phần đáy hướng về phía ánh sáng mặt trời lẩm bẩm đọc chữ khắc trên đó mà đầu kiên thật vật ngôn đây là đồ vật đời minh khắc bằng ngà voi nhãn lực của giám đốc khoa thật tốt tôi thèm cái lá bàn ngà voi của lão già này lâu rồi đó là công cụ đo lường quan trọng cũng phản ánh đặc điểm văn hóa phong thủy của nước ta lá bàn ngà voi không dễ bị biến hình vạch nước tiêu chuẩn thuộc hàng tinh phẩm chưa khắc ngày ngắn trước khải sau chuyện Tôi từng thấy một cái ở Nam Kinh Nhưng mà bằng đồng bị rỉ rồi Không ngờ trong tay lão già này Có một món giữ gì nguyên vẹn như thế Hội trưởng Vương ánh mắt tham lam Nhìn cái la bàn không đầy một giây Kích động nói luôn mồm Lại giới thiệu điển cố của cái la bàn Mà đầu tiên chính là có ý cảnh cáo Người trong giới phải giữ mồm giữ miệng Là phép tắc giữ mình của phong thủy sư Hoa thần giật nghe vậy càng thận trọng Cung kính trả lại Đã tạ cố đại sư Đã tạ ngài coi trọng như thế có thứ cổ vật này Chẳng trách nhai không để chút tiền tài vào mắt Hoa thần giật này mạo phạm đại sư rồi Đồ thế hệ trước truyền lại em mà Làm giám đốc hoa chơi cười rồi Cố thanh trì nhận lấy Nhưng cầm đất tùy tiện như vật dụng bình thường Mọi người thế thế lại càng nhìn đông cụ Tựa thần tiên này với ánh mắt khác Thậm chí người ban quản lý từ nơi Cũng phải nhìn cố thanh trì vài cái Nếu nói sức hấp dẫn Ông già này chẳng kém mỹ nhân siêu cấp như vợ của hoa thần giật mọi người tới đầy đủ đi qua từng bao chính là oa wow, vừa đẽ một cái diệp xoáy suýt rơi mắt khỏi trong biển người ở thị trường nhân tài đã đủ trắng lệ đôi anh ngờ cách cục nơi này không kém chút nào lọt vào tầm mắt là những bia mộ lớn nhỏ có tới hàng nghìn xây men theo núi thập thoáng trong bụi cỏ cây cối sắc núi không phải ngày cung tế nên có chút hoang vu dưới ánh sáng trắng nhợt của ngày xuân thi thoảng chim chót thổi gió làm người ta sợn ra cả nhiều người thật đấy Diệp Doái đếm số bia đá, căn bản đếm không xuể. Quản lý nghĩa trang là nam tử trên 30, chắc là ở hoàn cảnh này lâu, khuôn mặt nghiêm trang chẳng có mấy sinh khí nữa, chỉ có điều vừa nói ra một cái, Diệp Doái nhận ra đồng nhập ngay. Nghĩa trang chúng tôi được sở dân chính tỉnh, chính phủ thành phố phê duyệt, thành nghĩa trang công cộng mang tinh vĩnh cửu. Nghĩa trang nằm trên đỉnh mạng sơn của khu danh thắng Hoàng Hà, chính là Hoàng Hà quần quận chảy về đông, sông mẹ muôn đời tuôn không dứt. Ở trên quan hoàng cát có thể nhìn thấy tượng hai vị hoàng đế viêm hoàng Từ xưa vốn là nơi phong thủy bảo địa Đạt quan hiển quý chọn nơi đây an táng nhiều không kể xiết Quy hoạch như trang chiếm diện tích 500 mẫu Công trình kỳ 1, 1.123 mẫu Kỳ 2 đang trong thiết kế, thông thể mang phong cách viên lâm Mọi người xem khung cảnh ưu nhã, chim hót hoa tỏa hương Trên núi có tuyết tùng, phong cảnh độc đáo Chọn một nơi yên nghỉ an lạc cho người thân ở nơi này Làm bạn với Mang Sơn, Hoàng Hà, Tùng Xanh Bách Biếc Ở nơi này chúng tôi giao thông thuận tiện Công trình phụ hoàn bị Đi xe du lịch, xe buýt đều có thể tới được Tự lái xe có thể vào thẳng bãi đỗ xe Nghĩa Trang Khu Nghĩa Trang có nơi nghỉ ngơi Nơi làm việc, phục vụ đầy đủ Trực ban 24 giờ Ngày lễ không nghỉ Chẳng những phục vụ cho người chết Thậm chí có cả mộ sống Nếu các vị có ý đặt mộ sống Chúng tôi sẵn sàng phục vụ không khí trang nghiêm như thế bị tên quản lý lại nhảy tiếp thị một trang tiếp thị dài Làm nhiều người tỏ ra khó chịu Đã thế lại của nhân viên quả hóa thân giật không có mắt còn hỏi Mộ sống là gì? Chính là cái này Quản lý nghĩa trang chỉ tấm bia có chữ đỏ Có thể đặt trước cho trưởng bối còn tại thế Giờ quỹ đất eo hẹp Đợi tới lúc tăng ra bơ đối mới tìm mộ thì phiền lắm Trên đường hoàng tuyền chẳng ra trẻ Người chết có chọn thời gian đâu Tên này tiếp thị thực sự quá mức lộ liễu Cứ như sợ người ta không chết vậy Cực kỳ thiếu trình độ Hoa thần giật không vui đánh mắt cho Phó Tổng Trần Phó Tổng Trần kéo quản lý sang bên hỏi han gì đó Toán chừng chủ yếu là để hắn ngậm miệng lại mà thôi Khoan đã Có người gọi lại Lúc này mới đi được nửa lộ trình Đang ngờ giữa rừng bia Trên con đường nhỏ quanh co đi lên Mọi người đều dừng lại cả Cố Thanh Trì nhìn một nơi lõm vào một bên núi Nơi đó có việc trống không? Ái trà trà, nhãn lực bác tốt quá Viên quản lý chạy lại khen ngay Tinh thần nghề nghiệp rất cao Không chỉ bác nhìn ra đâu Nhiều người nhìn ra lắm, hết chỗ rồi Nơi đó thế như hàng long Là đất trôn quan lớn Trôn một cán bộ cấp quân đoàn Hai cán bộ cấp phó tỉnh Một cán bộ cấp phó bộ Một vị tuần phụ là di tích không thể đụng vào Nói làm nhảm cái gì Hỏi cậu còn chỗ không Hoa thần giật hết chịu nổi, ngắt giọng Không ạ à, Viên quản lý không dám thừa lời nữa Cố Thanh Trì nhìn la bàn không ngẩng đầu lên Lại chỉ chỗ khác Chỗ đó còn không À bác là phong thủy sư à Nhãn lực thật tốt Quản lý mộ ngạc nhiên giơ ngon cái Nếu đó phải là người có nghề mới nhìn ra là đất phú quý Trôn bốn vị tổng giám đốc Hai hoa kiều Thêm vào cự thương là đồng bào Đài Loan Còn có cổ mộ của Diêm Thương Thời Thanh Đều không ngại vạn dập sao sôi lá rụng về cội nên mới có câu sinh ở tô hàng chết tại bắc mang lắm lời còn chỗ không phó tổng trần qua tay không quản lý tự như dùng ánh mắt kỳ thị nói kén chọn gì chứ nơi này là quốc mộ Tương lượt các người chọn à vào được đây là may rồi đi thôi nơi này không còn huyệt tốt nữa đâu cố thanh trì không đi tiếp nữa xoay người quay về đường cũ có tên quản lý dở người như vậy mọi người cũng mất cả tâm tình hơn nữa cố đại sư chẳng cần nhìn đã chỉ ra hai nơi toàn đạt quan hiển quý bản lĩnh này đừng nói hoa thần giật cả quản lý cũng phải ngạc nhiên dân nhà nghề ra tay một cái là thấy trình độ ngay bản lĩnh của cố đại sư không cần nghi ngờ vợ chồng hoa thần giật thảo luận với thân thích mấy câu rồi cũng đi theo người vừa đi một cái bên quản lý gần đa bố chán liên hồi đâu ngờ đám người này nói đi là đi chả thương lượng gì cả muốn vãn hồi bộ làm ăn này vội gọi này này, các vị đợi đã, công trình kỳ 2 của chúng tôi sắp khởi công rồi, ở ngay sông Mang Sơn có khu mộ cao cấp, hiện cho đặt trước có ưu đãi giảm giá. Có cây đầm đạp sinh khí đi cùng, có cây không sinh, sinh khí chẳng tới, núi chọc sao có thể chôn được. Cố Thanh Trì lắc đầu nói, câu này là để giải thích cho Hoa Thần Giật. Hoa Thần Giật mấy ngày qua ít nhiều cũng học được kiến thức phong thủy, hắn lại là người có kiến thức có học vấn, nhanh chóng thu được tâm đắc, phía sau là núi nhân tạo cùng cây cỏ mang tới trồng là đại kỵ của phong thủy huống hồ thời gian cũng không kịp đừng đi đừng đi nghĩa trang chúng tôi còn hơn năm mươi huyệt chỗ này chỗ kia đều có thế nào chả có chỗ thích hợp viên quản lý cuống lên chỉ trò tứ tung người bị hắn giữ lại chính là diệp soái đi sau cùng diệp soái hư mũi một tiếng thần sắc nghiêm nghị hư đúng là không có mắt anh xem họ giống người tròn bộ xây chẵn à Người ta muốn tìm âm trạch tốt xây mộ hiểu không Nói xong giật tay ra hiên ngang mà đi Biên quản lý nhìn đoàn người đã bãi đô xe Nhổ bãi nước bọt chửi Loại người gì tới Nghĩa Trang còn làm cao Xe đợi khỏi Nghĩa Trang không lâu thì dừng lại Một thanh niên mặc cả bộ vét từ trong xe thương vụ đi xuống Từ chỗ xe của hoa thần giật Thấy hoa thần giật tự mình lái xe Có chút đu tre ngồi vào ghế phụ Đội xe tiếp tục lên đường bữa rồi hoa thần giật gọi điện nói muốn toàn bộ tư liệu nghĩa trang khu vực xung quanh thành phố Trung châu thanh niên này đưa tập tài liệu dày cho cố thanh trì cố thanh trì xem rất nhanh chẳng mấy chốc chọn ra ít tài liệu đưa lại mấy nơi này không cần đi vì sao ạ à? thanh niên kia ngạc nhiên quy tắc phong thủy lấy nước làm đầu hơn nữa lấy nước làm cảnh một thích quấn quanh hai thích quy tụ ba thích trong sạch bốn thích bình hòa Mấy nghĩa trang này ngay cả nước còn không có Có thể gọi là phong thủy không Cố Thanh Trì hỏi lại Thanh niên kia như bị tổng giám đốc mắng Đốm đốm đó đó Diệp xoá có chút đồng cảm mỉm cười với hắn Nói chuyện với cố đại sư Nào có ai không choáng Nghe cố đại sư đi Thông báo cho hội trưởng vương Hành trình tiếp theo là Thanh Long Sơn Nghe nói nơi đó cũng bắt đầu khai phát khu mộ cao cấp rồi Hoa thần giật lên tiếng Nói vậy là chấp nhận đôi, thanh niên kia vội mở sổ tay lịch trình, gạch đi vài cái, sắp xếp lại rồi gọi điện cho xe dẫn đường. Từ nơi tiếp theo, nghĩa trang kỷ niệm Thanh Long Sơn. Nơi này không tính là xa, cũng không phải gần. Trên đường đi hoa thần giật nói, cơ bản là với thân phận của ông ta, trong nhà có chuyện ma chay thế này, chuyện đa một cái là không thiếu người tới lấy lòng, nhận lo liệu thỏa đáng. Có điều, vì khi mẹ chết, ông ta không thể ở bên cạnh. Cho nên lần này muốn tự mình làm chôn kết mẹ một cách vẻ vang Chứ không muốn nhờ tay người khác Sợ người dưới cố ý an bài Không thấy được chân tình Đúng lúc này Diệp Doãn nhận ra mi mắt lão già hơi nhướng lên Thể hiện ông ta đang đắc ý chuyện gì đó Mà cố thanh trì cũng phát hiện Diệp Doãn quan sát mình Hai người giao lưu dây lát tổ tách ra Diệp Doãn khôi phục vẻ đứa cháu sai vặt chất phát Cố Thanh Trì lại phát hiện ra một ưu điểm nữa của Diệp Doái Thằng bé này trước mặt người khác chưa bao giờ lắm lời Hơn nữa cái bộ dạng thật tà dễ đánh lừa người khác Nhìn cái mặt ngơ ngơ của y Căn bản không biết được thằng nhóc này tinh như quỷ Mà Diệp Xoái thì hiểu ra Cố Thanh Trì đang thao túng tư duy của hoa thần giật truyền hắn tự nghĩ là bản thân chủ động làm E đằng đều là theo con đường lão già bố trí sẵn đi tới điểm cuối Nói vậy thì Nghĩa trang Thanh Long Sơn chưa phải là mục tiêu Vì sao? Cháu hay không nên mở màn sớm như vậy Diệp Soái yên tĩnh ngồi ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn suy nghĩ không ngừng, hôm nay có lẽ sẽ là ngày thú vị nhất đây. Lật tẩy không, thôi bỏ đi, đừng nói tới giờ Diệp Soái tuy có vài phần phát hiện, song chưa lật tẩy được mà cũng chẳng dám, đây là vụ lừa đảo bố trí tinh vi, y chỉ là tôm thép nhỏ trong đó, yên phận là hơn. Ở trong xe một tiếng mới tới được nghĩa trang Thanh Long Sơn, cách quốc lộ 301 không xa, thanh niên trợ lý xuống xe một cái là lại chạy nhanh tới ban quản lý tìm người theo an bài của tổng giám đốc thông báo thân phận không nói mục đích dù sao chỉ là đi tìm hiểu giống đại hộ như đi xem nhà không để người ta nhìn ra mình là đại hộ theo suy nghĩ của hoa thần giật chỉ có thế mới thấy được thực tế nếu không sao biết được quốc mộ giống như nhà đất mảnh đất tốt bị người có tiền có địa vị chơi mết rồi trong lúc đợi diệp doanh quan sát phong cảnh Cổng chào khắc đồng Theo cố đại sư ở bên giảng giải cho mọi người thế đây gọi là cửu trùng lâu Kiến trúc truyền thống của Trung Châu Là vật chấn trạch trị tà Ngoài bãi đỗ xe Mẹ trái là giấy cửa hiệu Đa số bán vật dụng cung tế Xa hơn thấy 78 tấm bia lớn Một đám công nhân dùng máy mai mai xem xét Chẳng là mùa vắng khách Có mấy người buôn bán tới tiếp thị hoa Đồ cúng Bị nhân viên công tác ngăn bên ngoài còn có cả nhà cách và quán cơm đơn giản Phục vụ cho người đi cúng lễ Lúc này đoàn người đã phân ra tầng cấp rõ ràng Cố đại sư thành tiêu điểm Ông ta lên tiếng một cái làm mọi người chú ý Hai bên là hội trưởng vương và hoa thần giật Thư ký lưu và vợ hoa thần giật Cùng nhóm thân thích theo sau Phó Tổng Trần dẫn bốn nhân viên công tác Chạy qua chạy lại xử lý việc vặt Diệp Soái là bàng quan chuyên nghiệp Không ai để ý Từ lúc phán đoán được đây không phải là mục tiêu của lão già hứng thú của Diệp xoáy với nơi này cũng giảm hẳn. Quản lý vừa xuất hiện, đoàn người thêm một tiêu điểm, cả Diệp xoáy đang ở trạng thái lơ đờ như xác trôi sông cũng bị thu hút. Vì đó là một cô gái chưa tới 30, mặc bộ vest nữ màu đen và váy công sở, trang phục chính thức không che đi được sức sống chảy trung. Ở trong kiến trúc cổ kính này xuất hiện một nữ giới trang phục mang phong cách on là sự tiếp nối hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại. Cô gái này dẫn đoàn người đi vào nghĩa trang Giọng rõ ràng dễ nghe Giống như hướng dẫn viên du lịch dẫn theo một cái đuôi dài Cho chúng tôi là cơ sở thực tập nghi lễ của trường dân chính tỉnh Được mệnh danh là công viên kiểu đơn vị Có thủ tục tiêu chuẩn chính quy đầy đủ nhất Đảm bảo khách hàng không phải lo lắng gì Lợi ích là vinh cửu Đường đi tới đây đã nâng cấp lên 6 làn Bất kể lúc nào muốn tới đại kỷ niệm cũng có thể nhanh chóng tới nơi mà không lo ủn tắc giao thông thôi xong hình tượng mỹ nữ công sở thế là đổ vỡ lại là một đồng nghiệp nữa của mình chỉ khác người ta tiếp thị mộ không biết cô gây choáng như anh bạn đồng nghiệp ở mang sơn không lần này có vẻ đã rút kinh nghiệm chuyện ở mang sơn rồi nên phó tổng trần lên tiếng ngăn cản đừng đừng cô gái đừng bội quảng cáo vội chúng tôi tới đây xem phong thủy xem có thích hợp không ồ xem phong thủy à phong thủy chỗ chúng tôi là tuyệt nhất cô gái vừa nghe tới phong thủy là sắc mặt hớn nở hẳn lên hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh nhìn mười mấy vị theo sau tay ngọc đưa lên chỉ rừng bia mộ san sát phần chân giới thiệu trái đất ở thanh long sơn khô cứng mật độ hàng đầu nghĩa trang hướng về phía tây bắc dựa lưng vào ba ngọn núi nam cao bắc thấp sơn mạch từ trên đi xuống dưới núi có sông chảy qua sông thủy này gọi là tam sơn củng báo một đại sư phong thủy đã nói linh khí sinh tụ mà không tán địa mạch dài động mà có khúc rồi xem đà phong thủy thấy buổi này chẳng có gì đáng tiền nữa Ngay cả một em gái trẻ măng cũng có thể thao thao bất tuyệt Cướp miếng cơm của cố đại sư rồi Ha 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 Vì đại sư phong thủy đó là Tào Huyền Kỳ Người năm hoàng trị nhà Thanh Trong sách phong thủy của ông ta chuyên môn nói về Thanh Long Sơn Cố Thanh Trì chắp tay mà đứng Mặt ngước lên núi thuận miệng xen vào một câu Lần này dịp xoáy không thất thần nữa Bội vàng lấy la bàn ngà voi ra đưa cho ông ta một câu của cố đại sư khiến cô gái hơi bối rối Đó rằng là chỉ biết học vẹt mà không hiểu Có điều công phu ứng phó không tệ Đúng thế Sông đạp bác rất hiểu chỗ chúng tôi Nói tới cổ nhân thì chỗ chúng tôi càng nhiều Phía đông có 13 tòa lăng bộ triều minh Có cả mộ thi nhân Lưu vũ tích thời vãn đường Ở phía tây là Được rồi cô gái Chúng tôi xem đã Khi cần sẽ thỉnh giáo Cố thanh chỉ dù tay cắt ngang lời cô gái tiếp thị Cố Thanh Trì cầm la bàn thông thả men theo bậc thang đá giữa nghĩa trang đi lên. Đoàn người đi theo sau đại sư, làm cho cô gái tưởng rằng có vụ làm ăn lớn nên hứng phấn tiếp thị nhận ra một phen công sức của mình là phí hoài. Người ta chỉ chú ý tới ông già kia. Diệp Soái đi cuối đội ngũ đưa tay ra mời, làm cô gái đang thất vọng tỉnh lại đi theo đoàn người. Dân tiếp thị đúng là chỗ nào cũng có, hiệu ứng mỹ nữ đầu đầu cũng dùng, nhưng mà dùng mỹ nữ tiếp thị mộ thì Diệp Soái cứ thấy quái quái. Đi tới lưng chừng núi thì cố thanh trì dừng lại Mọi người dừng theo Chỉ thấy ông ta cầm lá bàn nhìn quanh vươn thẳng tay chỉ nói lớn hướng khôn có nước Vậy mà nơi này bị phá hỏng thành lôi đi Hơn nữa núi lên xuống vô trần Làm nước dưới thấp trở thành yếu ớt Có mà phát tài Hơn nữa phong thủy lấy hướng nam làm đầu Mà nơi này hướng về tây bắc Nếu luận phong thủy thì kém mang sơn nhiều lắm Vâng Hoa thần giật đứng thấp hơn cố đại sư một bậc, nhìn theo phía ông ta chỉ khi thế tất cả kém sao hoàng hà mà địa thế thanh long sơn hướng về phía tây bắc, khu nghĩa trang tuy ở trong núi, tuy có hình thế nhưng núi bất quy tắc khi thế kém đi. Cái này không cần đại sư, ngay cả diệp soái cũng thấy nếu không làm sao quốc mộ nổi tiếng đến thế. Này này, bác ơi, bác tì pháo chúng tôi đấy à? Lễ chỗ chúng tôi ra so với quốc mộ thì do so thế nào được? Sao bác không đi so với bát bảo sơn đi? có người không vui tất nhiên là cô tiếp thị mộ gạt đám đông đi lên chân vấn cố đại sư tôi không tin nơi này do hệ thống dân chính tỉnh khai phát mà lại không có chỗ nào phong thủy tốt có nơi này này cố thanh trì chỉ, chỉ về phía nam đó là nơi núi quay đầu ông tùng tìm cười hỏi cô gái nếu cô nói phong thủy tốt vậy có thể nói là tốt ở chỗ nào không cái này cô gái ngập ngừng hiển nhiên vượt ngoài phạm vi tiếp thị rồi đó gọi là sừng châu cánh ve Hay còn gọi là cánh ve núi cát Cố đại sư không làm khó một cô bé Tiếp tục nói Cô xem đi Thì núi nơi đó tạo thành hình cánh ve Có câu long bô sa tắc cô Huyệt bô sa tắc hàn Cả nghĩa trang này chỉ có ở đó Có long có xa đã tư gió không tán Chính là linh khí sinh Tụ mà không tán Như vị đại sư thời cổ nói Nếu như nơi đó có huyệt thì con có thể cân nhắc Bạn nói thế còn nghe được Cô gái cũng đáo để lắm Coi như tha cho ông già tội nó xấu nghĩa trang của mình Với nơi đó còn vị trí không? Vợ hoa thần giật nói chuyện rất nhỏ nhẹ dễ nghe Cô gái ngại ngùng lắc đầu Xin lỗi nơi đó hết chỗ rồi ạ Nhưng tôi thấy còn nhiều đất trống lắm cơ mà Chỗ đất đó để lại cho người của hệ thống dân chính chúng tôi Không cho bên ngoài đặt trước Phải được lãnh đạo của chúng tôi ký tên Giá cũng cao lắm ạ Sắc mặt vợ hoa thần giật biến đổi như đang muốn nói Chọn mộ mà cũng có màn đen nữa hay sao Lại nhìn mảnh đất đó Chỉ mấy mét vuông thôi Quá chật trội Vậy mà còn bị đặt trước Xem ra chỗ tốt không chỉ cố đại sư nhìn thấy Mà người khác cũng nhìn ra Đánh mặt với chồng không vừa ý mảnh đất đó Tôi phải xin lỗi giám đốc hoa rồi Nếu anh lấy được mảnh đất đó Thì coi như cũng miễn cưỡng Cố thanh trì giải thích với đoàn người Có điều đất không quá trong khoảnh Quan trọng hơn ngũ phẩm Giàu chồng tới đời thứ ba Bây giờ kiến thức đô thị đã vươn tới cả ngoại ô xa xôi Phá núi, bắc cầu, làm đường Phá đi không ít phong thủy tốt Chân lòng khó tìm Vừa nói vừa đau lòng lắc đầu Tự hồn nuối tiếc cho văn hóa bị phá hoại Hoa thần giật cũng bất hứng quay đầu Đoàn người cứ thế hồ đồ đi theo Mấy vị thân thích ở quê được giữ đi Thì ở trường hợp này tham gia cho có Ngược lại vợ hoa thần giật Đất có phong phạm đại gia khuê tú Kéo tay cô gái tiếp thị mộ trò chuyện đoán chừng là nói lời khách khí an ủi chỉ riêng cảnh này đã khiến diệp doái có thiện cảm người tốt như vậy thời buổi này không nhiều nhất lại là người có tiền có điều kết cục đúng như diệp doái dự đoán tay trắng trở về nhận lấy la bàn của cố thanh trì đưa cho vẫn cứ đi cuối cùng đội ngũ đột nhiên có người gọi khẽ Này tiểu sư phụ diệp Xoái quay đầu là cô gái tiếp thị mồ cố ý tụt lại phía sau cô gái này nhìn một cái biết ngay thuộc loại lọc lõi sự đời đôi tuyệt đối không có ý nghĩ cùng cô phát sinh ra chuyện gì y chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà gật đầu cười rồi đi không ngờ cô gái lại cố tình bám theo giọng nhỏ nhẹ thiếu sư phụ những người đó lai lịch thế nào ồ oh, tôi không biết tôi chỉ biết xem phong thủy thôi diệp soái diệp soái cảnh giác đất cao đối phương định thăm dò tình hình địch rồi đây gì bằng vào tuổi anh mà cũng biết xem phong thủy ấy à cô gái tỏ vẻ coi thường. Hai người đi cuối đội hình, cách người khác một khoảnh. Đoán chừng cô gái thấy Diệp Soái trông ngốc ngốc nên khích y để moi thông tin. Diệp Soái cũng cười thuận miệng nói linh tinh. Xem thường tôi à, tôi chính là đồ đệ của ông già tóc trắng kia, là đại sư trong tương lai. Chuyện đó thì tôi tin, sư phụ anh làm cao thấy gớm, chỗ này mà cũng không coi vào đâu. Không phải là không coi vào đâu, mà là do tấm màn đen phía các cô giữ lại nhà tốt đã đành đến mộ tốt mà cũng ăn chặn à anh ngày đầu tiên bằng nghề à ai chả ăn chặn bộ tốt tới mười mấy vạn kia không đi cửa sau thì không có đâu si cô gái trẻ chề môi bất mãn thực ra cô có thiện cảm với chàng trai trung hậu này trông y không giống đám người tinh minh phía trước tôi đúng là ngày đầu tiên bằng nghề thật có điều thế cũng đèn tối quá không để người ta sống đã đành thế này không cho người ta chết nữa à Mười mấy vạn ai mà chết nổi Diệp xoáy hoảng hốt Có chỗ rẻ mà Cô gái bị cách nói chuyện của Diệp soái làm phi cười Ở cổng vào có mấy gian tiểu lâu ấy Đặt cho cốt lên giá Mỗi người một ô phí hàng năm ba trăm Đủ rẻ chưa À tôi hiểu rồi Diệp xoáy vỡ lẽ Chỉ chỗ bia mộ lại chỉ đá cổng Nơi này là biệt thự cao cấp còn xung quanh là nhà thương mại ngoài kia chính là chung cư giá rẻ cô gái chém miệng cười liên tục người này ngốc nhưng nói chuyện thật thú vị dừng bước lại lấy danh thiếp ta đưa cho y ha ha chính là thế đấy còn người anh thật thú vị cho anh danh thiếp này lúc khác tìm tôi nhé ai ngờ danh thiếp đưa tới dẹp doái lại đôi đít xua tay đừng 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 không cần khách khí thế đâu tôi còn lâu mới tới nơi này ở cô gái giờ khóc giờ cười Đi tới nhét luôn vào túi y Anh nghĩ gì thế Mà thôi đừng bơ vịt Nói đi các anh muốn bao nhiêu phần trăm Phần trăm gì Diệp xoái ngỡ người Xem phong thủy thì nơi nào chẳng là phong thủy Trốn đâu mà trả là chôn. Trừ khi tới không đánh tiếng trước một câu Làm người ta chờ tay không kịp Cô gái đi vào chủ đề chính đôi Trách móc Diệp xoái Như cô vợ nhỏ vừa oán vừa hận Làm Diệp xoái chẳng hiểu ra làm sao Cô gái bực mình kéo tay y tới gần nó nhỏ Nói với sư phụ anh Nghĩa trang khác trả ông ấy bao nhiêu Chúng tôi trả bấy nhiêu Thậm chí cao hơn À Diệp soái hiểu ra rồi Xung quanh toàn là mộ Mà nói loại chuyện này Ý dù chẳng tin chuyện âm dương Xong vẫn thấy chỗ người chết Nên tôn trọng ấm ừ Được tôi biết rồi Chuyện này tôi tìm sư phụ tôi thương lượng Này đừng kéo Người ta nhìn thấy không hay Vừa rồi tôi đánh mắt mấy lần Sư phụ anh chẳng phản ứng trên núi có mấy mảnh đất cao cấp chưa bán Tôi có thể bán ra tốt cho anh Phần trăm có thể thương lượng Phong thủy sư Trung Châu ăn phần trăm của chúng tôi nhiều lắm Chúng ta có thể ký nghiệp vụ Qua lại lâu dài Có tiền cùng kiếm thế nào Cô gái thì thầm Thi thoảng lại kéo tay Diệp Xoái Tú chú ý của Y Nhìn mặt Y Xem ra động lòng đôi Đợi hai người nhìn nhau Diệp Xoái nở nụ cười ai cũng hiểu Cô gái cũng cười Trông hai người cứ như có gian tình vậy có điều trong lòng diệp Xoái thầm kinh sợ nhìn cố thanh trì đi cách đó mười mấy bước càng nhiều thêm vài phần nếu như không cần tiền tầm long mới tìm manh khóe nằm ở chi phí khác vậy hẳn là chi phí mua mộ nói thông tục một chút là chết không môi giới diệp soái làm trong người tiếp thị thời gian không ngắn sao không biết manh khóe trong đó chứ cho đằng đang nhìn ra thủ đoạn của ông già liền do hỏi vài câu cô gái nói khu mộ cao cấp tiến hóa hồng từ 10 tới 20% Thế thì không đúng rồi Với giá tầm long cơ sở mà hoa thần giật đưa ra là chục vạn Về phần trăm phải cao hơn với tầm long mới được Thì thì chẳng lẽ một ngôi mộ ra tới có hơn 100 vạn Không thể nào Chuyện này vượt quá phạm vi nhận thức của con nhà nghèo như Diệp soái bị từ giá trăm vạn, nghìn vạn Thậm chí là trăm triệu đều nghe thấy rồi Chẳng lẽ mua mảnh đất làm mộ cũng tới trăm vạn luôn Chắc không có Nếu không phải lên báo rồi bàn tán rồi chứ không kịp nghĩ ảo diệu bên trong nữa diệp soái hơi nhân đầu qua thân thiết hỏi em gái tiếp thị chị này hỏi chị cái này được không hỏi gì từ hôm nay trở về trước trong vòng hai tuần có phải cũng có người hỏi tới mảnh đất mà sư phụ tôi vừa chỉ chính là mảnh đất cao cấp gọi là sừng châu cánh ve ấy anh hỏi điều đó làm gì nơi ấy đúng là giữ lại cho nội bộ không bán ra ngoài cô gái lắc đầu hỏi để biết thôi mà lần sau bảo sư phụ tôi đừng chỉ nơi đó vậy không phải phát chuyện làm ăn của chúng ta diệp xoáy kiếm lý do lập lờ rất tốt tôi đâu bảo không thể thương lượng cô gái hạ thấp giọng lén lút nhìn phía trước canh chừng người khác chú ý đám người đó nhìn một cái biết ngay là vội tìm mộ nếu thong thảo thì dẫn mấy ông bà cụ theo cùng làm gì đó đang là gấp lắm rồi phải làm khó một chút mới tiện đầy giá không phải là không được chi phí cao một chút ở đây nói không tiện về rồi gọi điện cho tôi Phần trăm có thể thương lượng hiểu chưa Diệp xoái bất ngờ Thế đàm vẫn xem thường em gái này Người ta sớm nhìn ra hóa thần giật bội tim mộ Chuẩn bị lôi kéo nội gián để nâng giá Ngốc nghếch gật đầu Biết rồi mà tôi hỏi chị không phải chuyện này Mảnh đất kia có người tới xem chứ Đặc thù như thế chắc là chị vẫn nhớ Có Chị còn nhớ người đó không Chuyện này quan trọng lắm mà cố gắng cực kỳ đề phòng có những thông tin vô tình tiết lộ là tổn thất lớn đương nhiên quan trọng người đó cũng là cao thủ phong thủy lần sau tới chỉ phải chú ý một chút đừng để nó chuẩn bị hớ diệp xoáy tùy ý nói bản lĩnh tiếp thị của y thể hiện ra rồi từ đầu tới cuối không nói một câu nào là thật nhưng hợp tình hợp lý không ai nghi không thể nào người đó trông như con khỉ mặt chó trông buồn nôn vậy mà lái cái xe buýt. Quay hơn Mercedes Chẳng đẹp tẹo nào Cậu quen à Cô gái bĩu môi Diệp xoáy khựng người, Thực thì cảm giác mê mù trước mắt Đột nhiên tan đi rất nhiều Đồ tát được cởi bỏ Cuối cùng đã có chứng cứ trực tiếp rồi Một con khỉ mặt chó có thể khiến người ta buồn nôn Chỉ có thể là hoàng hiểu Chứ không còn ai ở đây nữa Mấy là hoàng hiểu đi dò thám trước Bảo sao cố đại sư chỉ nơi nào là nơi đó Chẳng thể mua được Thăm dò lại bị người ta thăm dò ngược Diệp Doái lúc này vui lắm, tùy tiện qua loa vài câu, hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp. Sắp ra tới cửa nghĩa trang, Diệp Doái quay đầu cáo biệt, may nhờ cô cô gái này mà thu hoạch không ngờ, đưa tay đa bắt tay. Chị yên tâm, chúng ta hợp tác lâu dài, lần sau gặp ai chết, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho chị. Vậy cảm ơn cậu trước, nhớ liên hệ với tôi. Cô gái mỉm cười híp cả mắt, cho rằng bị nhân kế thành công rồi. Khi đoàn người kia lên xe rời khỏi nghĩa trang, Cô gái vẫn giữ lễ nghi đứng vẫy tay Diệp anh còn thò đầu ra khỏi cửa sổ với tay đáp lại Bong xe khuất khỏi tầm nhìn Cô gái mới giữ người Gặp phải người chết liền giới thiệu cho mình Ai cái thằng nhóc này Anh nói thật là Chẳng ý tứ gì cả Sao làm được phong thủy sư Mặc dù có chút thiếu ý tứ Có điều vũng nước sâu đằng sau thuật phong thủy Dần dần được Diệp Soái vén màn Chạm thứ ba gọi là lăng thủy tổ cũng xảy ra chuyện ngoài dự liệu mà trong tình lý huyệt tốt đúng là có có điều nghe nói bị một quan lớn ở chính phủ tỉnh đặt trước mất rồi hơn nữa phần mộ đó bia đá cao hơn một mét thêm vào xung quanh hàng đào chiếm diện tích mười mấy mét vuông đất có khí thế sống đứng trên đầu người khác chết vẫn cúi đầu nhìn chúng sinh đừng nói diệp roi trương mắt ngay cả hoa thần giật cũng nhổ nước bọt về phía cái mộ ấy trạm thứ tư là nhân gian thiên đường có huyệt tốt chỉ là mộ quá nhỏ theo quy định nơi này, một cá nhân không được quá 0,9 nhân 1,2m. Mà Hoa Thần dật tất nhiên không muốn tròn một âm trạch giống thị dân bình thường cho mẹ mình nên phủ quyết. Chạm thứ năm là nghĩa trang Trung Nguyên, nơi này thì lại có mấy chỗ kỵ phong thủy. Ví dụ toàn bộ mộ dây bằng xi măng cốt thép, hồ nước là nhân tạo, trên ngọn núi đối diện với nghĩa trang có chạm phát sóng di động. Chẳng cần cố đại sư chỉ ra, Hoa Thần dần lắc đầu. Hết đông tây lại chạy qua nam, chẳng có chỗ nào vừa ý. Mỗi lần cố đại sư thuận tay chỉ một cái Mọi người đều nhìn ra được nơi đó đúng là tốt Sự thực chứng minh là tốt thật Nhưng thật không may Nếu không có quan lớn chôn trong đó Thì cũng được đặt trước Càng đi nhiều Hoa thần giật càng lo lắng Tâm tình càng không thoải mái Nếu chẳng phải còn kỵ huy cố đại sư Diệp Doãn khẳng định nhân viên công tác cặp tai ương Vì thế câu chuyện từ thoải mái Dần có xu thế nặng nề Từ phong thủy nói tới hoàn cảnh Từ hoàn cảnh nói tới hiện thực mà nói tới hiện thực lời cố đại sư nói đà còn chấn động hơn cả nói về phong thủy thành phố trung châu có 7 triệu dân chỉ có mười mấy nghĩa trang mỗi năm có hơn mười vạn người chết đi trong vòng mười năm quỹ đất dùng hết sẽ xuất hiện tình trạng chết chẳng có đất chôn còn thê thảm hơn cả sống không có nơi ở nghe lời này hoa thần giật cảm thán nhân viên ở ghế phụ lái rung minh còn diệp soái thì nhìn ra dụng tâm của ông ta cố đại sư không thể vô cớ tạo ra bầu không khí căng thẳng này suốt dọc đường đi mọi người đều nhìn ra đất nghĩa trang thiếu hụt mộ cao cấp càng tranh giành từng tấc nơi phong thủy tốt thì khó tìm diệp soái tin thêm vào bầu không khí căng thẳng này lão già đã trải đường đầy đủ cho đoàn cuối chuyện này giống như anh đang mắc nợ người ta báo anh trúng thường đôi anh muốn tham quan liền có người quen lãnh đạo giúp mở đường mà hoa thần giật thì khao khát một mảnh đất phong thủy diệp soái đoán chừng mảnh đất kia đã chuẩn bị sẵn ở nơi nào đó rồi chỉ đợi tới lúc hóa thần giật thấy hy vọng mong manh nhất đột nhiên phát hiện ra Trong lúc mừng đỡ sẽ khẳng khái chi tiền Diệp Soái nhìn đau rồi Với có thể nói y cao minh chứ Không đâu Diệp Soái không dám nhận cái từ đó Bây giờ có nghề nào mà nước không sâu Có nghề nào thiếu những người tinh minh Tầm kế người sau cao hơn người trước Những thủ đoạn có thể kiếm ra tiền Đều bị người ta nghiên cứu thấu triệt cả rồi Anh không ngờ trong nghề sẽ không thể tưởng tượng nổi ảo diệu trong đó Lần này Diệp Doái nếu như không phải được Cố Thánh Trì cố ý đặt từ vị trí bằng quan Đoán chừng ý nghĩ vỡ đầu cũng không đa bí mật bên trong Ai mà ngờ được thời buổi này đạo đức con người đã hạ thấp tới mức Từ người chết cũng bị xẻo chứ Ai Khi Diệp Doái nhìn Cố Đại Sư Tâm tình càng thêm phức tạp lăn lộn vài năm Cứ thấy mình là kẻ mặt dày vô sỉ Bố cảm máu lạnh lắm rồi Rẻ đâu quả thực như mỹ nữ lừa đảo Với Cố Đại Sư nói Mình còn non lắm chưa đủ tàn nhẫn Chuyện này chắc chắn bố cục từ trước khi mình tới thôn kỳ khất Vì khi Yên gặp Phó Tổng Trần và Thư Kỳ Lưu Thì đã là lần thứ hai họ tới nhà Người buông câu luôn thông minh hơn cá Đi qua càng nhiều nghĩa trang Nơi bị cố đại sư dùng thủ pháp khéo léo phủ định càng nhiều Diệp xóa nhận đàn chỗ cao minh của ông ta Đó là ông ta không quyết mà dẫn dắt cho người khác tự định đoạt Mỗi lần nói tới chỗ kỵ quý của phong thủy Đều là gieo vào lòng người ta một nghi vấn Càng đi càng nhiều nghi vấn, nếu có thể lựa chọn càng ít, e đằng người lọt bẫy còn không biết, cứ nghĩ mình đang chủ đạo mọi thứ. Cao Minh, lúc này dịp anh không dám coi cố đại sư đa phần ngồi khép mắt dương thần trên xe, là loại giang hồ lừa đảo dung thủ đoạn nát phụ tại mẫu tiên vong nữa. Chẳng qua là bà tên béo quá ngốc, ông ta không thèm chơi trò trí tuệ với họ. Buổi trưa, đoàn người ăn cơm ở nhà hàng của Trấn Tẩu Mã, Nơi này rất gần quê Tân Trình của Hoa Thần Giật Dù Nghĩa Trang đi qua đã bảy tám phần Buổi chiều lại xem hai cái nữa Cố đại sư cũng không giấu diếm Chỉ đám vài nơi có thể chọn Tốt xấu đều nói rõ ràng Tất nhiên ưu điểm nhiều không rõ Nhược điểm ít lại nghiêm trọng Hoa Thần Giật tự mình phủ quyết Tới khoảng 4 giờ hơn Nghệ tràng con sơn có thủy đều đã đi xem Còn một cái ở hướng bắc Một cái thì cách chấn tẩu mã không ra Một nam một bắc không thể đi cả đội xe dừng lại ở ngã ba hoa thần giật xuống xe thương lượng với người thân lúc này hoa thần giật tỏ ra rất sốt ruột rồi đi mãi không tìm được nơi vừa ý hai cái nghĩa trang còn lại ngay cả tư liệu cụ thể cũng không có nhìn thân thích sắc mặt mệt mỏi nhìn người cậu tuổi cao sức yếu ngủ thiêm thiếp trên xe đúng như dịp soái đoán từ phó tổng trần thư ký lưu tới mấy nhân viên đều bị chửi mắng không ra gì mấy người kia ủy khuất giải thích hai nghĩa trang đó vừa mới lập nên chưa lâu Vừa mới lập nên chưa lâu Còn chưa cho bên ngoài đặt trước Lại cách thành phố khá xa Bốn không cho vào danh sách mà nhờ hội trưởng vương nói đỡ Nếu không lương tháng thế nào cũng bị gặp tai ương Đã đi tới đây rồi Chẳng lẽ về không Mang tầm thái thử một lần xem Đội xe đi về phía Nghĩa Trang cuối cùng hôm nay Nghĩa Trang danh lưu Tên là danh lưu Nhưng đó đang là danh tiếng còn chưa được lưu truyền Đây là một Nghĩa Trang vô danh Theo anh chàng nhân viên lo liệu việc này giới thiệu thì cũng chỉ biết tới trên tư liệu quy hoạch của hệ thống dân chính thôi ngay cả cố đại sư còn chưa từng nghe thấy nghĩa trang này có điều diệp soái được khẳng định chính là nơi này thôi cho tới lúc diệp xoái vẫn nhận định lão già trừ tiền đa thì không còn mục đích nào khác giờ dĩ không lấy tiền tầm long là bởi vì có vụ mua bán còn lớn hơn giống thủ đoàn tiếp thị chỉ có thương hiệu không lớn tên tuổi không được biết nhiều bán không tốt thì người ta mới chịu cho phần trăm cao đúng là hẻo lánh thật đi trên đường cao tốc 20 phút rồi đường cao tốc lại phải đi thêm nửa tiếng nhìn thấy biển tên tàu mã cương mọi người mới biết là nơi tận cuối vùng ngoại ô phía nam của trung châu rồi đây là mảnh đất bị lũ lụt trước giải phóng nước sông nhiều năm dồn ứ bùn đất tạo thành những ngọn đồi thấp chập trùng sau khi xây dựng đê lớn và xanh hóa mấy ngọn đồi nằm ở giải bình nguyên này tạm gọi là núi lại phải men theo đường quốc lộ mới làm chưa trải nhựa đi mười mấy phút tới mảnh đất hoang vắng trong hẻm núi thấy một kiến trúc treo biển nghĩa trang danh lưu mọi người xuống xe đi vào nghĩa trang không có ai canh tất cả mọi người bao gồm diệp soái đều thấy hai mắt sáng lên sơn cốc bằng phẳng men theo trên núi là hàng mộ màu trắng như hành cung trên trời Thập thoáng trong cây cối um tùm nhìn từ xa khí thế mênh mông tới gần thì bố trí tinh tế mấy ngọn đồi thấp sau núi như lầu quỳnh điện ngọc xây trên tầng mây Chính giữa nghĩa trang có một con suối chảy qua, có thể nghe thấy nước chảy róc rách. Ánh chiều tà ấm áp lúc này làm cả con suối ánh lên màu vàng long lanh. Trong núi loáng thoáng tiếng chim ca làm người ta cứ ngỡ lạc trốn thế ngoại đảo viên. Âm trạch hào hoa xuất thế rồi. Giống như mùa đông tặng áo ấm, mùa hè tặng que kem vậy. Tức thì thỏa mãn nhu cầu lớn nhất trong lòng mỗi người ở đây. Chỉ trong trước mắt, buồn bực khó chịu trong lòng mọi người đã tan hết. Cố Thanh Trì nhận lấy lá bàn Mặt lộ vẻ vui mừng Không kịp nói gì cứ cầm lá bàn mà đi Bước chân rất nhanh có vẻ vội vã lắm Hoa thần giật vội sai nhân viên Đi tìm người của Nghĩa Trang tới để hỏi chuyện Vị này phải nói kém nhất trong quản lý Nghĩa Trang Mà họ gặp hôm nay Người tìm mặc áo đầy bụi Mũ nan động vành đội lệch Hỏi đam mới biết là thợ đá Chứ quản lý mộ chưa vào đây ở Hoa thần giật càng mừng Thúc giục mau đi tìm quản lý mộ tới Chẳng kịp để ý tới thân thích chạy đuổi theo cố đại sư tới bên suối cả ngày đi xem nghĩa trang chỗ nào chỗ nấy chật trội tự như ở nhà cấp bốn đột nhiên chuyển tới biệt thự niềm vui bất chợt đó lộ đó đã ngoài làm người ta không ức chế được mấy ông bà già cũng có tinh thần hơn nhiều nếu đi trò chuyện chỉ trò thế là vẫn còn lại mỗi mình diệp soái bất hạnh đoán chúng diệp xoáy lại chẳng có tí vui vẻ nào nhưng phải thừa nhận nơi này quá tốt Nhìn từ xa mỗi ngôi mộ độc lập được lan can đá màu trắng bao quanh giống như sân bóng đổ rộng mấy chục mét vuông Cả ngọn núi được trang hoàng như cung điện Cách đó không xa có tấm bia đá bán thành phẩm cao 2 mét Đó là phần bia và phần đế còn chưa ghép lại Nếu không tao hồ uy phong không ngờ ở Trung Châu lại có nơi như thế này Nhân lúc không ai để ý tới mình Diệp xoáy đi tới chỗ công nhân có năng đục đẽo đá kia Ngồi xuống đưa điếu thuốc cười lấy lòng Lão ca này Mỗi ngôi mộ ở nơi này bao nhiêu Thợ đá không đáp Đặt búa sang bên Nhận lấy điêu thuốc gài vào tay Lao bụi đá trên mặt Đắc ý giơ hai ngón tay lên Diệp xoáy buột miệng Hai mươi vạn sao Hai mươi vạn na Hai mươi vạn mà gọi là danh lưu à Hai mươi vạn không đổ phần chi phí Biết đám hoa cưng ở đây mang từ đâu tới không Thái hành sơn đấy Bia khắc thủ công Đã nguyên khối không phải loại dùng bình phá núi để lấy đâu đục từng búa mà ra đây đảm bảo vĩnh cửu ngôi mộ nhỏ nhất tám mươi mét vuông được phong thủy đại sư bố cục cậu nói xem bao nhiêu thợ đá như bị xúc phạm ghê gớm lắm không cần hỏi đã số đã một chàng diệp soái biết là bao nhiêu bị y tính đúng đôi 900 trăm vạn mới con lãi vẫn không ngờ hai trăm vạn sao lần này đúng rồi hai trăm vạn còn chưa tính chi phí quản lý hai mươi vạn là cái chó gì trường thương tôi vừa chết thu tiền lễ còn hai mươi vạn thợ đá nhìn diệp soái là biết không phải người mua nổi mộ chẳng hứng thú nói chuyện nữa cúi đầu làm việc diệp soái đứng dậy kết quả là bị chấn kinh vô cùng dự thao phần trăm 10 đến 20 phần trăm mà em gái tiếp thì ở thanh long sơn nhắc tới đó là nghĩa trang lâu năm rồi chật trội lắm rồi nghĩa trang này mới phần trăm còn cao vậy phải... nghĩa trang này mới phần trăm còn phải cao hơn có khi được 40 thậm chí là 50 mươi Diệp Soái nhìn về phía cố đại sư đang cầm la bàn đi men theo suối, không biết nên ngưỡng mộ không. Lão già này không thèm lừa đảo mà đã kiếm một khoản lớn đôi. Cố Thanh Trì đứng ở lưng chừng núi, đúng ở phương hướng cửa huyệt mộ, tay cầm la bàn, thần thái trang trọng nghiêm túc. Ông ta đã giữ tư thế đó rất lâu, tự như tìm lẽ trời tuần hoàn, tự như thăm dò âm dương biến đổi, gió núi thổi bay tay áo ông trông tựa tiên nhân. Cách đó vài bước, Hoa thần giật đứng nhìn quang cảnh xung quanh Vì chuyện truyền mộ này Bọn nó xem qua không ít tác phẩm phong thủy Thời gian qua tiếp xúc với hội trưởng vương Cố đại sư tầm mắt mở mang không ít Cái gọi là phong thủy Chẳng qua là xem thiên núi bốn phía Xem thiên nước hai bên Núi tới sông thì rừng Nước tới sông thì hợp Mà nơi này bất kể nhìn ở góc độ nào Cũng hợp với tiêu chuẩn phong thủy Trước có suối, sau có núi, trung điệp ba tầng Nơi đặt giữa trang giữa hai núi Tạo thành cách cục song long đối chỉ Ở Trung Châu Nơi ăn uống sao hoa dễ tìm Những nơi phong thủy lẫn cảnh quan Điều hoàn bị thế này hiếm thấy Hôm nay trải qua suốt một ngày gian nan thất vọng Cuối cùng vén mây nhìn thấy mặt trời Lúc này đứng đây Nhìn thấy vợ bị lan can Tầng thấp nhất nghĩa trang tươi tán với tay với mình Nhìn chừng bố lớn tuổi trong gia tộc Đi loanh quanh chỉ trò bộ phân bình phẩm Lòng hoa thần giật thư thái hơn nhiều Cố đại sư, đáng lẽ chúng ta phải tới đây sớm hơn mới đúng. Nếu không phải hội trưởng vương thuần miệng nói một câu thì thiếu chút nữa đã bỏ lỡ rồi. Đấy chính là cách cục phong thủy song long đối trị đúng không? Hoa thần giật tâm tình rất tốt đi tới chỗ cố thanh trì hỏi. Giám đốc Hoa thiên tư thông minh học thêm vài ngày nữa là hơn lão hủ rồi. Cố thanh trì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Có điều anh nhìn ra cách cục bên ngoài còn cách cục bên trong có thấy không? Hả có sao Hoa thần giận sợ bóng sợ gió Chỉ mong đừng có vấn đề gì nữa Anh xem đi Men theo đường núi đi lên có 28 bộ thấp thoáng trong đường thông Ngầm hợp với bố cục nhị thập bát tinh tú Tứ duy tứ tượng đều đủ Theo như kinh dịch thì tứ tượng là lão dương, lão âm, thiếu dương, thiếu âm Núi này tuy không tên Nhưng trải giữa phải có ba ngọn núi Chính hợp với tứ tượng Còn theo phong thủy học tư tưởng ý chỉ huyền vũ chân bác chu tước trị nam huyền vũ chân bắc chu tước trị nam thanh long chiếm đông bạch hồ hùng tây tư tưởng ứng với tứ phương mà huyện lại nằm giữa trước sau trái phải bình hành sinh vượng khí đây là bố trí của cao thủ phong thủy ai trốn thảo mãng thật không thiếu rồng ẩn mình cố thanh trì tỏ ra rất tôn kính với người bố trí cách cục này hoa thần giật nhìn theo hướng cố thanh trì chỉ, chỉ quả đúng là như vậy xem ra nơi này chuẩn bị khai phát mộ cao cấp đi theo con đường tinh phẩm mỗi ngọn núi chỉ có hai mấy mộ càng nghe càng thích đem so với mấy nghĩa trang ở trong thành phố và ngoại ô thực sự là tốt hơn không biết bao lần lòng đầy hoan hỷ rất tốt rất tốt đại sư tôi thấy nên chọn nơi này đi khoan đã nơi này còn có chuyện lạ cố thanh chỉ xua tay ngăn lại có vấn đề sao hoa thần giật giật mình Đừng nói là chỗ thế này còn có vấn đề Chuyện ngoài phong thủy Nơi này vốn chẳng có tí danh tiếng nào Từ bao giờ lại có một cái nghĩa trang mà không ai biết Đó là điều lạ thứ nhất Nếu như là nghĩa trang mới Vậy phải cân nhắc giá cả có tích hợp không Có được phê duyệt không Có thể chuyển vào vĩnh viễn không Ngược lại Thế nơi tốt thế này làm tôi lo lắng còn nhiều hơn Giúp người đã mất được yên nghỉ Mới là tâm nguyện lớn nhất của chuyến đi này Ngàn vận lần đừng để sinh chuyện ngoài ý muốn nếu không được thà quay về từ nghĩa trang khác chọn một chỗ miễn cưỡng chuyện phong thủy dễ chu toàn chuyện ngoài phong thủy thì lão hủ không giúp được gì cố thanh trì thái độ rất nghiêm túc lời nói chân thành có điều hoa thần giật đi cả ngày nghe vấn đề đã muốn bệnh cứ nơi này đi đại sư là thế ngoại cao nhân có thể không để ý tới trò đời nhưng tôi không làm được đầy một bụng tức rồi đại sư cũng thấy đổi đây nào là cán bộ dân chính, quan viên chính phủ, rồi là người của quân đội, rồi ông lớn Hoa Kiều, sống cao hơn người một bậc, chết vẫn muốn đè đầu kế cổ người ta. Tôi hai giờ gì cũng là tổng giám đốc một công ty lớn, vậy mà chẳng được xếp hàng. Mà kệ, dù có phải bỏ ra thêm chút tiền, còn hơn chịu ấm ức. Cha mẹ tôi khi tại thế là người thật thà, nếu làm láng giềng với đám người đó, còn chẳng phải bị họ bắt nạt hay sao? Chẳng biết là lo cho cha mẹ hay là muốn chút tức giận trong lòng dù sao thì hoa thần giật cũng không kiềm được tức giận nữa rồi Lời nói tự mâu thuẫn Xem ra chọn bao chỗ đều bị người đặc quyền chiếm hết Khiến lửa giận trong lòng ông ta bốc cháy Cố Thanh Trì khẽ lắc đầu Chỉ sợ chuyện tốt nhiều gian nan thôi Sao đại sứ đã tính ra chuyện gì rồi à Hoa thần giật đi tới phát mệt rồi Chỉ sợ sinh biến cố Không phải tính ra mà là nhìn ra Anh xem đi Cố Thanh Trì đưa tay trái chỉ Hoa thần giật nhìn theo hướng ông ta chỉ Một nhân viên công ty đang chạy nhanh trên bậc thang Chạy đất cấp Xem đã có chuyện rồi Bội đi nhanh tới Sao thế Tới tới Bên khai phát tới Từ chấn tổ mã tới Chàng nhân viên vừa thở vừa báo Ồ đi xem sao Thủ tục không vấn đề gì chứ Bọn họ nói mang thủ tục tới rồi Do công ty danh lưu và chính phủ chấn Cục dân chính khu cùng đầu tư phát triển Vậy thì không có vấn đề rồi Có quan viên dính vào ai giám quản Hoa thần giật hiểu đời hơn phong thủy nhiều Có chút vấn đề à Bọn họ nói không định bán Chàng nhân viên ấp úng Hả? Vì sao? Không phải là không trả tiền Thứ này có thể đem thích chữ à Hoa thần giật nghe một cái là máu nóng dồn lên mặt Sừng sộ như muốn đánh người Chàng nhân viên tội nghiệp sợ hãi lùi lại Không phải ạ à? Công trình còn chưa hoàn thành Bọn họ còn chưa định giá ra là vậy Hoa thần giật trải qua một chuyến tàu lượn cảm xúc Phất tay Chuyện nhỏ chưa định giá càng tốt Chúng ta định giá tay họ Đó chính là đặc tính của người có tiền Nếu tâm tình tốt Tiền chẳng là cái gì Lên núi chậm chưa xuống núi thì nhanh Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy chiếc xe dép và Santana đứng lái tới Đi trực tiếp vào trong nghĩa trang Bước ra là ba nam tử cao lớn Xem ra bên đầu tư tới đôi Hoa thần giật bước nhanh đến Lúc này vầng thịt dương vàng đực kia đã dần dần giấu dung nhàn tươi cười của mình sau núi Sắc trời đã nhá nhem Ba người tới mới không hề chú ý ở bên cạnh không xa có người nhìn lén mình Chính là Diệp soái Kiểu ăn mặc áo lụa màu đen Túi sách đeo lệch Ngũ ấy là ngu Bị ba người trực tiếp bỏ qua Sự chú ý bị hóa thần giật thu hút Áo vét đắt tiền Tóc bóng lộn Mặt trắng không đâu Bụng vệ oai phong Cho dù nhìn xa cũng thấy là chủ sự đôi Hướng hồ bên cạnh còn có mấy người ăn mặc kiểu nhân viên công tác lúc nào cũng chuẩn bị đỡ mặt ba người thoáng hiện ra nụ cười hai người phía sau một tóc dài buộc thành đôi ngựa mặc áo khoác ghi lê một tí đâu ria bơm rơm thể hình đất tráng kiện mặc trang phục leo núi giống dân đi phượt đứng trước hai người là nam tử trung niên bụng phệ trên dưới tứ tuần cũng mặc nguyên bộ vest, có điều phong độ kém xa hoa thần giật ra mặt tái tái rõ ràng là tiểu sao quá độ không chú ý giữ gìn hơn nữa đầu hơi ngả về phía trước lưng hơi cong nách phải kẹp túi hồ sơ nếu không phải gặp trong hoàn cảnh này người ta sẽ nghĩ là một nhân viên quèn nào đó lúc nào cũng sẵn sàng khom lưng vâng giả diệp soái nhìn ba người này lại nhìn cố thanh trì trong lòng nổi lên nghi vấn vẫn tiếp tục diễn kịch sao tám phần là thế đôi ba người này và cố đại sư cùng trong một đoàn kịch và vở kịch bắt đầu các bạn vừa nghe xong Tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.